CS2 FPS tụt không? Đây bây anh thử đây. Cho anh vẫn chưa chưa mắc đúc mà. Đây, bây giờ anh chơi thử. Được đúng cái mùa đầu. Ui rồi, warm up K98 rồi em ơi. Được chưa? Save a lag các bạn ơi. Hello, can you guys hear me? Mẹ con chó này. Nét. Tua outside. Con mẹ từ từ đã. Ủa, choáng ngợp luôn đấy. Cái đéo gì đang xảy ra ấy. Thảo mồ, sang game này đéo bắn được PA50 rồi, mất cảnh, mất ảnh rồi các bạn ơi. Ủa, các bạn nhìn ánh sáng đổ bóng map này được phết nhỉ. Ui giời, ao em, ui giời. Ủa, nhìn quả ánh sáng đổ bóng đổ bủng trông được phết nhỉ. Có được đâu. Ready, it's a game. Shut the fuck up. Smoke rồi ta, đéo được à? Có lửa đó. Quả smoke giờ ném liên thuyên nó cũng vẫn tràn hết à mà. Đấy, phải lỗi được. Hồi xưa các bạn ném kiểu trái sang trái quá, sang phải quá nó có thể lệch. Bây giờ các bạn ném vừa nó vẫn trúng. Anh leo được cứu cánh bạn. Tiền già check FC cùng cô anh. Ôi giời, cảm ơn em nhá. Mày sắp chuẩn bị mở vũ trường mà nó không đi đâu. Béo quá, nhảy đéo lên. Phạt kinh có cái đéo gì hay đâu nhỉ? Ok. Hacker, I report you. Garage. 3 thằng outside ạ, 3 outside. Sao bắn khó thế nhỉ? Đéo đúng các bạn ơi. Rồi, vẫn có thằng nữa kìa. À ui, bây giờ bắn. Các bạn nhìn cái lóe sáng đấy không? Nó có cả cái... Ui, bắn ghê đấy. Đó là... Ui. Hỏng rồi, game này tôi đéo chơi rồi. Để xóa game, chuyển nó chơi chu kích dần là vừa. Chơi CS2 làm gì nữa. Vậy tôi đã lập một kênh HOG chu kích PC. Màu đẹp thế là gì nữa. Nhìn trong detail thế gì nữa. Hôm nay đỡ bị tụt hơn FPS hơn hôm trước. Hôm trước tôi chơi bị tụt FPS á. Hôm nay chơi đỡ tụt hơn này. Bắn mãi mới vào đầu. Game này lỗi cho các bạn ạ, nói thật. Đây không phải là CS, đây không phải là CS tôi biết. Nút để ném của tôi vẫn dùng được kìa. Nút để ném mà. Nó không giống lắm. Thử lại nhá. Mấy cái thằng này block thơ. Nè bây giờ đéo có skybox, skybox này. Đéo biết nữa. Đang để check cái quả smoke của chúng không này. Chúng mà. Cái nhảy ném vẫn được các bạn ơi. Nhảy ném quay trở lại rồi. Nhảy ném được đấy, tôi ném trúng ai, thấy không? Ui, tuyệt vời. Mẹ. Smoke vết 28 tích mà. Thế mà sao quả smoke nó lùn thế nhở? Em có thấy cái quả smoke nó bị lùn không? Bom sai. Quả smoke nó bị lùn ấy. Hỏng rồi, mẹ quả smoke của tôi là có thằng ăn bớt vật liệu bên trong cái dao ấy. Lùn vậy. Quên mẹ vệt rồi, lâu đéo bắn, chả nhớ vệt rồi. Nó cứ lùn lùn kiểu gì ấy.
cả mấy quả lửa, các bạn nhìn thấy nó đấy, cái quả có bom cảm giác nó cứ slow motion không. Hồi xưa tôi đứng lên đây là one way nhá, bây giờ các bạn nhìn này, nó mẹ nó lộ to như này cơ mà. Các bạn nhớ cái góc này của tôi không, bây giờ nó thành nó lùn lắm. Thắt sau sờ mốc đeo có skin. cái quả bom cảm giác nó cứ bay, nó cứ bị chậm, các bạn thấy thế không? À đây là góc này thì đúng rồi. Bãi rồi sấy mà. Ui có hiệu ứng ấy này. Ui tôi vừa làm rồi, đang định sóc lọ này thành hiệu ứng này ạ. Đấy, nhìn xếp flash này, có gì đâu. Kinh nhở, ánh sáng quá nhở, ray tracing quá. Mỡ. Bây giờ các bạn là mua 4070 Ti mới chơi rồi. Còn đây, thằng này Weeboo nặng các bạn ạ. Biểu hiện của người mẹ Weeboo. Giờ dễ nhìn hơn. Ui, em mù quá. Táp hết cả thịt bạn ngáo. Ôi giời, dao default nhìn còn đẹp các bạn ạ, lấp lánh. Ánh sáng lấp lánh luôn. Mẹ. Quả smoke con lùn vãi lìn đấy. Ôi. Bắn ly hộp. Bắn ly hộp. Đau ấy. Ui dồi ôi, chibo. Bắn ly hộp. Đéo được nhở. Bắn ly hộp. Thầy cũng thế này. Bắn ly hộp. Bắn ly hộp. Ui sao nghe. Ui các bạn nghe tiếng không? Kiểu nó vang 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 ở trên nhở. Hai phết nhở. Ui. Đấy các bạn nghe tiếng ở trên là nó sẽ kiểu. Đấy. Knife. Ui, nó vang 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 kìa. Ui, bây giờ tiếng ở trên nó còn vang 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 cơ. Infer là chắc là bản đồ test sau. Bản đồ test sau có infer. Cũng được, nói chung game cũng chất đấy. Mỗi tội là tối ưu như. Đấy, cái quả bom bay nó không giống CSGO đâu các bạn ạ. Nó cứ bị chậm chậm ấy. Các bạn nào thấy thế không? Đây á, ném quả bom bay đi này. Các bạn thấy quả bom bay đấy này, nó cứ kiểu bị lỏng quẳng chậm 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 không? Anh thấy mắt nút ok. Anh thấy mắt nút ok, không đến nỗi. Chỉ nó tụt FPS thôi, anh chơi mà anh thấy chuột nó bị trôi. Giờ chia tay đã đến.